Rồi, xin chào các bác nhé, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Thì như một rồi em có nói thì hôm nay em có lên cho bác một số cái bình thủy. Tất cả những cái bình này là em bán cho các bác là như là giá của linh kiện thôi. Đấy, thì bác nào có những cái bình mà đang dùng mà giống như cái bình như thế này đó, thì bác có thể mua về sử dụng, mà không thì bác có thể mua về để bác đun hay làm gì. Thì bác mua rồi em bán hết rồi, có nhiều bác mua cũng không có được đó. Thì thực sự những cái bình này thì nó chỉ ngang cơ với giá linh kiện thôi. Thì nhiều khi một cái bơm thì các bác có thể mua trên mạng, bơm người ta vẫn có bán nhá, hàng mới nhưng mà cũng mắc phết đấy, còn 90 trăm mấy chục ngàn một cái bơm cơ. Nhưng mà cái bơm này thì gần như là không có hư nhá. Thì trong tất cả những dòng bình thủy này ấy, tất cả luôn em có bán dòng bình thủy, thì kinh nghiệm của em ấy, thì cái dòng mà bị hư nhiều nhất là thằng Yoshi sản xuất tại Trung Quốc đấy. Thằng ấy nó đi hàng bãi về thì đa phần là nó bị chết với cái chức năng mà đốt nóng. Còn phần điện thì nói chung là nói với các bác một điều là một phần điện thì chưa bao giờ hư. Phần điện thì thực sự tất cả những con từ bên Nhật về thì hiếm con nào bị hư phần điện lắm, tại phần điện nó khó hư lắm. Trong thời gian chính sử dụng ở điện áp ở bên nước mình ấy, thì nhiều khi điện cao thấp ấy nó có thể hư một cái con mà đóng mở giờ này ấy, đó gọi như là để đun sôi và không sôi ấy, con đó thôi, còn ít khi hư lắm. Thì hôm nay em bán cái bình thủy này, tất cả những bình thủy là không có dây điện hết, không có dây điện hết nhá, chỉ gọi như hai cái bình không, mà em bán một đôi một. Thì bác nào thấy đôi nào phù hợp thì bác nào mua thì là mua. Mà em nói trước, những cái bình này thì em không cần đặt cọc của các bác, tại vì nó rất là rẻ rồi đó. Nên là bác nào kể cả khách lạ em mới gửi hàng, nhưng mà các bác trước khi mà mua cái bình này rồi phải chắc chắn là mua, chứ không đến lúc ra nơi mà không nhận thế này kia, lúc đó em gọi điện thoại được là các bác nói em là ít tuổi, nó nói ăn nói chung là thế này thế kia. Đấy. Tại vì những cái bình này là em bán rẻ rồi, coi như bán linh kiện rồi, coi dọn kho rồi, em sẽ không kinh doanh bình thủy vì số lượng nhiều như trước nữa đâu. Cũng có bán nhưng mà nó ít thôi. Đó, nhưng mà bình thủy giá là cao, chứ không mà bình thủy giá rẻ như trước nữa để các bác đợi mua bình thủy giá rẻ nữa. Thì xong hết cái nô này ấy, thì là hết rồi nha bác nhé. Nó cũng chả còn bình thủy nữa đâu bác. Đây như chỗ này như có mấy chục cái như này. Đó, em bán lọc hết trong cái đống bình thủy mà em bỏ lại đấy. Thì những cái đa phần là do nó hư đấy, do nó rách mục do đó. Nhưng mà vẫn đun bình thường không sao cả. Còn kia trên kia bác ơi, treo trên kia đầy kìa. Những cái đó chỉ làm cảnh thôi á, người ta treo hoa em treo bình nước. Rồi bây giờ em sẽ quay bác là những cái đôi đầu tiên. Mình, bắt đầu chắc là khoảng là khoảng mấy 20 đôi rồi. Đôi đầu tiên thì bao nhiêu? Đôi này là của Yoshi này. Đôi này là 2 lít 2 nhá. Hai đôi này là một con đôi này là sản xuất tại Nhật Bản này. Đấy, cái bình Nhật Bản thì em nhìn cái em biết ngay. Đây là đôi của sản xuất tại Nhật nhá. Đấy, hai con nó giống y chang nhau về những cái hình thức. Thì bác nào có những cái dòng này thì mua con này về để dự trữ thay thế linh kiện hoặc là dùng cũng được. Đấy. Do thì nó sẽ là do. Với mã số 1. Số 1 là 220.000. Mã số 1. Đây là mã số 2 các bác. Số 2, một đôi thì nó cũng là sản xuất tại Nhật hết nhá. Tại vì cái bình của Nhật thì em nhìn cái này em biết ngay. Tại vì nó khác hẳn so với hàng sản xuất tại Trung Quốc. Con này có một con có pin này. Em để lại thì sau em mua về lấy linh kiện được, nhưng mà giờ em không có mua nữa đó, nên là em cũng không có cần đến phần linh kiện nữa. Chứ thực sự những cái khay pin này nhiều khi mua cái khay này không cũng chả biết mua ở đâu được. Đó, phần mã số 2 nhé, 220.000. Bác nào thấy nó phù hợp thì mua. Đấy, cái giòn thì nó bị như thế này hết rồi nhá, thì đa phần nó bị như vậy thì nó mới rẻ, mới cả không có dây điện nữa. Tại vì nhiều khi cái dây điện này nó mắc tiền ấy. Bây giờ mà mua cái dây điện để bán nữa thì cũng như nhau, nên em không có mua nó bán luôn cho các bác. Đây là đôi số 3 này. Cái này thì nó sản xuất tại China. Một cái hai cái đều sản xuất tại China hết nhá. Tách giòn. Còn cái này giòn còn ok hơn này. Cái kia thì nó rách nhiều hơn. Đây là mã số 3.
390.000. Em ghi hai con nó số 3, em chỉ ghi một giá tiền thôi bác nhá. Thì bác chỉ có nhìn đó là biết rồi. Em đang con số 4, một con này là con 3 lít nhá. Một con 3 lít này, Yoshi này. Cái này sản xuất tại Nhật. À, một con này có khay pin này. Đó, bên trong thứ nó cũng còn sạch sẽ. Bên này thì nó không sạch. Cái đó thì em bán linh kiện rồi nên là cái bác thông cảm nhé. Thì cái này 220 luôn, còn cái 3 lít luôn. Đây là mã số 4 này. Đây là mã số 5. Mã số 5 là một đôi Yoshi. Thì cái này nó mất giòn rồi. Thì cái này nói chung với bác ấy, nó hoạt động bình thường. Đấy, có cái nó bơm nó hơi bị kẹt đấy. Nhưng mà bơm nó vẫn hoạt động thì bác tháo ra bác thay không phải thay mà các bác vệ sinh cái bơm đi. Đấy, lâu ngày ấy, bên đó nước nó có phèn nhiều, có nhiều cặn lắm. Con này hai con này sản xuất tại Nhật, nhập hàng ngày xưa của nó, số 5. Yoshi. 190.000. Con này tí nữa thì em sẽ lấy tôi vít em sẽ vặn vào ốc vào cho bác ở đây nhá. Đây cơ hai con này là 2 lít 2 hết. Một con tại Nhật, con này ở Trung Quốc này. Con này dòng này giữ nhiệt lâu lắm. Dòng này cũng vậy nhưng mà nó sản xuất tại China thôi. Mã số 6 này. Số 6 là 200.000 nhé. Đây là mã số 7 này, một đôi Tiger 2 lít 2. Mấy cái này sản xuất tại China hết bác nhá. Bác nhìn bên trong còn sạch sẽ nhưng mà cái giòn thì nó cứ nứt thôi. Đây, dây điện nó thì về bác đấu được, nó đơn giản mà không có gì cả. Dây điện để tháo hai cái chân nó ra, bỏ chân xong bắt đầu luồn dây điện vào thôi. Giống như bình thủy bên Việt Nam mình toàn dây điện thôi chứ có gì cả. Bên Nhật thì nó xài dòng bình thủy dây rời. Giá tất cả nó bao không bao gồm phí vận chuyển nhá. Người mua phải mua trả phí vận chuyển hết các bác thông cảm nhá. Cảm thấy là mua thì mua. Đây một con 3 lít nhá. Yoshi. Con này sản xuất tại China. Con này cũng vậy, China luôn. Con này là 2 lít 2 nhá. Bác nhìn cái bình thủy này bên trong linh kiện của nó ấy, thì là nó tương đương như nhau luôn. Nếu mà cùng một hãng. Còn cái bơm của nó thì Yoshi mới cả Tiger nào Yoshi cũng vậy. Các bác khỏi suy nghĩ là về thay con 3 lít với 2 lít 2 mới là mẫu này mẫu kia nhé. Có thay được không? Giống nhau hết bác nhá. 8 200 ngàn. Đây là mã số 9 nhé. Số 9 đây là một con Nati này. Đây là đôi số 10 các bác nhé, số 10. Đôi này Nati Yunnan các bác nhé, giống y hệt nhau luôn. Hai cái này nó là một loại luôn. Đó, thì cái nắp này là ba em tháo ra, tí em sẽ bác lấy em sẽ nắp lại nắp này đó. Cái nắp sắt. Mã số 10. Đây là mã số 11 là Tiger các bác nhé. Tiger, hai con này cũng cùng một mẫu luôn. Giống như nhau luôn. 2 lít 2. Đây mã số 11 200.000. Thì bác nào tới trước thì mua được cái bộ mình thích. À, còn bác nào tới sau thì sẽ mua cái bộ khác. Đấy con này thì hai con giống y chang nhau nhá.
Con này nó chỉ có đun đun nước thôi. Nhưng một con này rong còn mới nguyên si luôn. Đấy, còn một con thì rong nó bị nứt. Còn một con thì mới tinh. Rồi con một đôi kế tiếp là đôi Yoshi Yoshi này. Con nào thì giòn nó cũng bị nứt nứt rồi. Đấy, còn ở bên trong một con 3 lít và một con 2 lít 2 nhá. Nói chung là giá nó cũng gần gần như nhau ấy. Bác nào thấy cái nào phù hợp thì mua. Còn kế tiếp đôi 2 lít 2 luôn. Nó bên trong. Con này bên trong mới tinh luôn. Đấy, con này còn đẹp nhá. Nhanh chân thì mua được cái đôi bình mà mình ưng ý. Rồi, số 15 này. Bên trong cũng còn sạch sẽ cái thứ nhá. Tiger. Tiger thì em nói bác dùng thì ít khi mà nó bị hư cái phần nhiệt lắm. 200.000 số 15. Thì đa phần nó hư ở bên kia thôi, chứ tới đây thì cũng ít khi ai bị hư lắm. Con nào nó hư ở bên kia luôn rồi. Không biết tại sao thằng Yoshi hay bị. Yoshi Trung Quốc ấy. À, về đây thì về đây cũng ít khi bị lắm. À, đây là đôi Tiger các bác nhá. À, hai con này giống nhau. À, số 16. À, số 17 này. Số 17 là một đôi 3 lít Tiger các bác nhá. 3 lít Tiger. Con này giữ nhiệt gọi như hàng khủng của nó rồi. Hai con này số 17. 250.000 các bác nhá. À, hai con này nó là 3 lít. À, đây là số 18 các bác nhá. 18. Đây mất con. Đây số 18 là đôi Tiger. Tiger tiếp. À. Số 19 các bác nhá. 19 là một đôi hàng của Trung Quốc này. Đấy, một con 3 lít và một con 2 lít 2. Hai con này rong thì hơi kém một chút thôi nhưng mà còn ok, chưa bị đứt. Con này thì mới tinh. Đấy. Bên trong lòng thì mới keng luôn. Đấy. Tinh sơ. Là số 19. 200.000. À, con số 20 nhá, Tiger nhá. Thì con này màn hình nó bị đen rồi. Nó bị vỡ tì vào nhưng mà nó vẫn hoạt động nha. Đấy. Còn hai con này em tí nó mới tinh thôi. Để tí em kiếm cái gioăng cái nắp vào. Thì gioăng của nó cũng là gioăng cũ thôi, không là gioăng mới đâu, đặc biệt là rất là mới. Con này số 20. 180 các bác nhá. Đây con số 21. Một con của Lationan. Lationan 3 lít. Và một con 2 lít 2. Con số 21. 200. Đó, bác nào có nhu cầu mua bình thủy giá rẻ. Đấy thì alo cho em, thì đây là lô cuối cùng rồi, thì không còn bình thủy nữa. Thì các bác tranh thủ mua những cái hàng này về thay thế linh kiện, sau em bán bình thủy sẽ những cái bình thủy nó bình thường thôi, giá nó sẽ cao hơn. Còn cái này bán để các bác thay thế phụ tùng linh kiện đừng thất loạn. Các bác thấy con nào phù hợp thì mua con đó. Rồi, xin chào các bác nhé. Cảm ơn các bác đã dành một chút thời gian theo dõi video. Bác nào nhu cầu mua thì alo cho em.